Thôi vậy cứ để mang cái khoan tường rồi anh ơi. Tấn hay phòng thì dành tay. Rồi tường cái thang dây điện kéo rồi bây giờ mới là đúng không anh? Hợp không anh? Đen hợp đen thử một cái hợp cho nó ngồi cho nó không sợ nó bắn lên tường đẹp rồi khỏi hợp thì cứ đem cái hộp theo thôi. Hộp 12 đó. Hộp 12. Ủa nó vậy chắc chắc nó chạy be be hả? Ủa hình như cái cam hít nó cho bây giờ nó cho cái nguồn trong đó mà. Bữa anh thấy cho hết rồi.